là có dung tích sử dụng lên tới 10 lít như thế này thì Linh nghĩ là dư sức cho mình có thể nướng nguyên được một con gà. Và dung tích lớn thì chắc chắn là công suất cũng lớn đúng không mọi người? Với công suất lên đến là 1800W thì giúp cho thực phẩm bên trong của chúng ta được chín đều cũng như là nhanh hơn nhiều. Dạo gần đây thì Linh thấy là nồi chiên không dầu dường như đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi đúng không? Nó giúp cho mình nấu ăn vừa tiện lợi lại vừa nhanh chóng nữa. Thế nhưng mà có một điều Linh để ý nha, đó là nồi chiên không dầu bình thường á, thì đa phần nó sẽ có dung tích cỡ đâu đó tầm 7 lít thôi, nó khá là nhỏ. Thành ra trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc lò chiên không dầu. Nó có dung tích lên đến là 10 lít lận, cho nên chúng ta có thể thoải mái chế biến những món ăn mà mình ưa thích. Chúng ta cùng bắt đầu luôn ha. Là có dung tích sử dụng lên tới 10 lít như thế này thì Linh nghĩ là dư sức cho mình có thể nướng nguyên được một con gà. Và dung tích lớn thì chắc chắn là công suất cũng lớn đúng không mọi người? Với công suất lên đến là 1800W thì giúp cho thực phẩm bên trong của chúng ta được chín đều cũng như là nhanh hơn nhiều. Giống với một số lò chiên không dầu bình thường khác thì chiếc lò chiên này nó cũng sử dụng công nghệ Rapid Air, cho nên chị em cứ yên tâm là mình không có lo mập ha. Phần khoang lò thì được làm từ hợp kim nhôm cho nên khá là tiện cho mình trong quá trình vệ sinh sau khi sử dụng. Đang ở khoang lò thì Linh sẽ giới thiệu với mọi người những phụ kiện đi kèm với chiếc lò chiên này luôn ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một khay nướng để mà mình hướng dầu đây. Rồi chúng ta sẽ có vị nướng bằng lưới để không khí nóng có thể tiếp xúc đều với thực phẩm. Ngoài ra thì còn có xiên nướng và giỏ quay để giúp cho thực phẩm được đảo đều hơn. Ở ngay bên trái thì có một khóa an toàn màu đỏ và mình chỉ cần gạt rồi giữ sang một bên và cho phụ kiện vào khớp khóa đã có sẵn trong khoang lò rồi bỏ tay ra là giỏ quay hay xiên nướng đã được cố định rồi. Phần cửa lò thì có tay cầm được bao phủ bên ngoài là một lớp inox, còn bên trong là mặt kính. Nhờ phần mặt kính như này mà chúng ta có thể dễ dàng quan sát được thức ăn bên trong đã chín hay chưa để có thể canh chỉnh nhiệt độ cũng như là thời gian sao cho phù hợp. Tùy vào từng loại thực phẩm mà chúng ta có thể điều chỉnh khác nhau. Lò chiên này thì nó cho phép mình điều chỉnh nhiệt độ từ 30 đến 205 độ C với thời gian tối đa là 90 phút. Riêng ở chế độ sấy hoa quả thì thời gian tối đa có thể lên đến là 24 tiếng. Nói về canh chỉnh thời gian thì đây, phần chỉnh thời gian và nhiệt độ thì nó nằm ngay ở cái bảng điều khiển này phía trên tay cầm luôn. Bảng điều khiển này thì nó được thiết kế cảm ứng và hiển thị các ký hiệu tương ứng với 10 chương trình đã được cài đặt sẵn. Bên cạnh các biểu tượng của chương trình ra thì còn có thêm các biểu tượng tắt, mở, xoay cũng như là bật đèn cho lò. Có một điểm hay đó là ở phần nút nhấn mở, khi mà chúng ta set thời gian xong thì sau 3 giây nếu như mà mình không có thao tác tiếp thì lò tự động hiểu là mình đã điều chỉnh xong và tự cho lò hoạt động luôn. Kế bên biểu tượng tắt mở chính là đèn lò và chức năng xoay. Với chức năng đèn thì trong lúc lò đang hoạt động, mình có thể nhấn nút mở đèn để có thể quan sát được thực phẩm bên trong. Đèn sẽ sáng trong vòng 2 phút rồi tắt để tiết kiệm điện. Và trong 2 phút thì Linh nghĩ là cũng đủ để cho mình quan sát rồi đó mọi người. Còn chức năng xoay thì nó sẽ phù hợp cho mình khi mà nướng gà này, nướng vịt hay là chiên khoai tây để thực phẩm được chín đều các mặt hơn mà chúng ta không phải mất công lật lại trong quá trình mà lò đang nướng nữa. Linh đã cá ướp sẵn một con gà rất ngon như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ nướng xem như thế nào ha. Gà này thì Linh cũng đã xiên lại với cái xiên nướng có sẵn. Còn cái phần cánh gà thì Linh nghĩ là chúng ta nên dùng tăm tre để mà xiên lại cho lò dễ quay hơn ha. Bây giờ Linh sẽ cho con gà này vào. Phải nhớ là mình đặt đúng cái khớp nha. Đấy. Và Linh sẽ chọn luôn cái chương trình nướng gà có sẵn ở trong cái lò chiên này luôn. Các bạn thấy không, sau khi mà kết thúc thời gian nướng á, thì lò nó sẽ chuyển sang chữ off. Bây giờ thì mình cùng kiểm tra thành phẩm ha. Gà với xiên quay sau khi nướng thì sẽ khá là nóng, cho nên mọi người dùng tay cầm để lấy ra, tránh bị bỏng nha. Bây giờ thì Linh sẽ ăn thử nha. Mà nhìn cái miếng thịt đó nó khá là mọng nước, các bạn không bị quá khô đâu. Phần gà rất là mềm luôn á. Tổng kết lại ha,
Với một chiếc lò nướng bao gồm cả chiên không dầu như thế này á, thì Linh thấy nó rất là phù hợp cho những gia đình nào mà chúng ta có đông thành viên, tại vì dung tích của chiếc lò này tới 10 lít lận, mình tha hồ mà nấu nướng luôn. Và ngoài ra thì Linh nghĩ là nó cũng khá là phù hợp cho những chị em nào mà chúng ta thích làm bánh. Tuy nhiên mình vẫn đang phân vân là không biết nên chọn loại nào, thì chiếc lò này sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Vừa có thể làm bánh này, lại vừa chế biến được nhiều món ăn khác nhau nữa. Thông tin chi tiết về chiếc lò này cũng như giá bán của nó là bao nhiêu thì Linh sẽ để bên dưới phần mô tả, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!